Mình đây à? Về rồi đấy à? Này, mình vừa nói cái gì đấy? Nói gì? Lúc tôi về đấy mình vừa nói cái gì đấy? Về rồi đấy à? Về rồi đấy à? Ừ, làm sao? Này, tôi nói mình bao nhiêu lần rồi? Chủ ngữ đâu? Vị ngữ đâu? Bổ ngữ đâu? Hả? Tôi không hiểu tại sao ngày xưa lúc mà mình nộp cái hồ sơ ấy, tại sao cái cơ quan ấy người ta không đọc là cái chứng chỉ tốt nghiệp à? Mà người ta cho mình vào làm nhỉ? Tôi đang đau đầu lắm, anh đừng có vặn vẹo nữa. Đau đầu ấy thì ra ngoài kia mua thuốc về mà uống. Mà cái đau đầu không liên quan đến cái xưng hô cả, cái thái độ cả nhá. Anh làm sao thế nhỉ? Lắm chuyện. Làm sao á? Sao ở trên trời ấy kìa? Mở mắt cho mình nhìn. Tôi nói cho mình biết nhé, cái thái độ của mình ấy rất là khó chịu. Ngày xưa chúng ta mới lấy nhau thì tôi nói thật là mỗi khi tôi về nhà, mình đều đứng ra cửa mình đón tôi, đúng không? Bao nhiêu mệt mỏi nó đều tan biến. Nhưng mà bây giờ ấy, thời gian gần đây ấy, là tôi mới về đến ngõ thôi, là bao nhiêu mệt mỏi bực dọc nó nhân lên gấp 2, mà bước vào đây nó nhân lên gấp 5 nhá. Thế còn anh thì sao? Anh không nói, anh nói người mà anh không nghĩ đến mình à? Ngày xưa mỗi lần anh đi làm về anh nhìn thấy tôi là đuôi anh vẫy luôn. À quên, tay à, không, tay anh vẫy luôn á. Còn bây giờ anh về sao mặt anh sưng lên? Anh vứt cái cặp đấy anh hỏi. Lúc nào anh vặn vẹo tôi chủ ngữ chả vị ngữ. Đau bỏ đầu bỏ xứ lại còn cứ còn bổ ngữ nữa. Thế sao anh không hỏi tôi tại sao tôi đau đầu? Anh bao giờ anh quan tâm đến tôi không? Đau đầu ấy nó có nhiều lý do. Một là cơ thể nó yếu, hai là do thời tiết. Mà bây giờ mình lớn rồi, mình tự điều trị đi hả? Đúng không? Chứ không phải trẻ con đâu. Chả hiểu lấy chồng để làm gì. Có chồng mới làm gì. Mà này tôi nói thật, lúc nào tôi mở mắt ra hoặc lúc nào tôi nhìn thấy mình, tôi cũng thấy mình cầm cái điện thoại. Là cái gì? Tôi cầm điện thoại. Nhìn cái gì trong này? Người yêu trong này à? Yêu online à? Hả? Tại sao anh không hỏi lý do tại sao mà tôi cầm cái điện thoại mà lúc nào anh cũng vặn vẹo tôi? Tóm lại ngắn gọn nhé, là mình nấu cơm chưa? Bây giờ mấy giờ rồi mà còn ngồi đây hả? Tôi đau đầu nên tôi không nấu. Tôi nhắn tin cho anh rồi đấy, anh có đọc đâu. Đấy. Thôi. Này, tôi hỏi mình nhé, có ai mà đang đương niên bê ghế cho anh ngồi này không hả? Xong rồi cầm điện thoại này không hả? Chụp hình à? Chụp hình online để mà đăng lên Facebook à? Hả? Hay là chụp hình mừng thọ? Thôi tóm lại là tôi không lý luận với anh nhiều. Tôi nói thật, có một người vợ để mà đồng cam cộng khổ và chia sẻ, nhưng mà tôi thấy mình càng ngày càng xa với những gì tôi nghĩ. Ăn nói thì không chủ ngữ, không vị ngữ, không bổ ngữ, còn về hành động cuộc sống thì mình thử xem hả? Cơm thì không nấu hả? Bây giờ muốn thế nào? Thế tại sao anh không hỏi anh phải muốn thế nào với tôi mà anh lúc nào cũng đòi hỏi tôi phải thế nào với anh? Thôi thế này nhá, mình không nấu cơm đúng không? Không, tôi đi ăn phở. Đi thì đi. Alo. Rồi. Thì chú nói với sếp là anh chạy ra ngoài. À không. Nói là anh đi ký hợp đồng. Ừ. Thôi, anh xin chú. Chú biết rồi còn gì nữa. Ừ, cũng giống chú ấy, anh có sếp bạn gái tí nhá. Rồi, cuối tuần anh bù. rồi. Ừ, cảm ơn nhá. Lâu thế nhỉ? Ngồi đây làm gì? Cô hỏi ai? Tôi hỏi anh. Chủ ngữ đâu, vị ngữ đâu, bổ ngữ ở chỗ nào? Mà tại sao tôi nhắc cô bao nhiêu lần cô không thay đổi nhỉ? Hả? Ở nhà cũng như ngoài đường. Cô đúng là văn hóa thế này. Văn hóa thế này, anh tài giỏi lắm đấy. Sao anh bảo với tôi là anh đi làm? Anh ra đây. Tôi đang đi làm đây.
Này, hôm nay tôi đi làm việc với đối tác, đi ký hợp đồng nhá. Thế cô đi theo dõi tôi đi à? Tôi thèm mà theo dõi anh. Tôi cũng đi gặp đối tác, tôi đi ký hợp đồng. Chẳng may tôi gặp anh ở đây thôi, tôi theo dõi anh làm gì? Kinh, ký hợp đồng. Công việc của cô thì có liên quan gì đến ký hợp đồng? Mà thôi, này, nhân tiện hôm nay ấy, nó cũng là trợ duyên đấy. Hôm nay tôi mời cô ngồi ở đây để cô chứng kiến một người bạn của tôi, để cô học được thêm cái văn hóa ứng xử, văn hóa trong đối nhân xử thế, để cô hiểu thế nào là công dung ngôn hạnh của một người vợ hiền, một người dâu thảo nhé. Tôi sợ gì mà tôi không ngồi. Tôi cũng ngồi luôn đây, tôi tiếp đối tác ở đây cho anh thấy luôn nhá. Anh thấy rằng là anh là cái người đàn ông duy nhất ở trong cái xã hội này là vô tâm vô tính nhá. Để xem anh thấy như nào, quá là thiếu lịch sự. Ngồi đấy đợi đối tác đi. Không phải thách. Đối tác chưa đến à? Đến hay không đến thì liên quan gì đến cô? Tôi để tôi còn học tập. Thôi, cô không phải nói cái giọng đấy. Cô ngồi đấy chờ để tôi gọi bạn tôi đến. Này, nhân cơ hội này mà học hỏi để hiểu kỹ hơn nhá. Sau này mà thể hiện, nếu có cơ hội lấy chồng thứ hai ấy thì tránh, nó không hiền như tôi đâu. Nó vả cho lại rơi hết răng đấy. Đúng rồi, đằng đấy cũng trống mắt lại mà nhìn nhá. Mà học cách thế nào là lịch sự với phụ nữ nhá. Sĩ diện. Cứ chờ đấy. À, uống gì để tôi gọi nhỉ? Tôi đợi đối tác của tôi đến tôi uống. Nguyễn Vẹn Toàn. Góc phố muôn màu. Ôi trời ơi. Đi nửa vòng trái đất vẫn ám quẻ nhau à. Ôi. Mà này, Tại sao những lời lẽ ở trên mạng ấy cô không ứng dụng vào cuộc đời nhỉ? Những lời ngọt ngào, dịu dàng và êm ái, hỏi thăm chân tình, đúng không? Tại sao cô không nói với tôi? Thế mà khi cô nói chuyện ở nhà thì không chủ ngữ, không vị ngữ, không bổ ngữ. Thế còn anh thì sao? Tại sao anh không lãng mạn? Anh không quan tâm tôi như ở trên mạng thế này? À, em đã ngủ dậy chưa? Rồi là em có lạnh không? Em có đói không? Có giờ anh quan tâm tới tôi không?